Điểm số 11-10. Bên kia thủ lì quá, bên kia sung. Bên kia bút doping rồi. Hiếm khi nào Hùng thấy vận động viên Hải Quốc Oai đánh hay như vậy. Ngay cả Đức Con cũng thế. Hôm nay Đức Con nhìn cũng rất sung. Cầu không qua lưới, điểm số 11-10. Đúng là ăn được một điểm số vác cả mồ hôi. Vẫn lên. Vẫn kịp trở vào sân. Rất nhiều tình huống như vậy rồi trong giải đấu năm nay. Rất cố gắng từ Lê Văn Tú. Rất bình tĩnh. Bom. Tiếc quá, từ ngoài sân, điểm số 9 đều. Các vận động viên đánh nát quả cầu. Vẫn lên, vẫn lên. Rồi. 20-15. Em chào anh Bảo Tuần Lộc, cảm ơn đã giúp em chia sẻ live stream. Rất hay. Trận đấu rất đáng xem. Một đường cầu rất hay. Ăn rồi. Điểm số 8-10 cho Lê Tú và Mạnh Nho. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Hùng. Vừa rồi thì Hùng có bấm phát trực tiếp 2 lần liên tiếp nhưng đều bị lỗi. Phải thoát ra và vào lại, mọi người thông cảm nhé. Trận đấu đã kéo dài mất vài điểm số rồi. Phía gần màn hình cặp đôi Hải Quốc Oai cặp với Trung Đức của Bắc Ninh. Phía xa màn hình cặp đôi Mạnh Nho cặp với Lê Văn Tú. Điểm số đang là 3 đều. Dứt điểm tốt từ Trung Đức, điểm số 4-3 cho cặp đôi Trung Đức Hải Quốc Oai. Lỗi. Và bây giờ thì đã xong rồi. Đánh lưới rất hay. Điểm số 6-3 cho cặp đôi Đức Hải. Một pha bắt lưới rất hay từ Lê Văn Tú. Một pha bắt bương 1. Anh Nguyễn Trọng Anh ơi, đây là vòng thứ 2 nha. Đây là trận đấu thứ 2 mà các vận động viên phải thi đấu. Rất nhanh, đổi điểm 7-9. 12 chào nhau nha. Cầu lật lưới nhưng vẫn chưa thể giành điểm. Vẫn lên. Cầu ngoài sân. Em chào anh Bảo Tuần Lộc, cảm ơn đã giúp em chia sẻ live stream. Rất hay. Trận Trận đấu rất đáng xem. Một đường cầu rất hay. Ăn rồi. Điểm số 80 cho Lê Tú và Mạnh Nho vào nhá. Đập cầu rất tốt từ Hải Quốc Oai. Đập búa quá. Hello thằng em Học Nguyễn nhá. Học Nguyễn không đánh giải này à? Đi học hỏi tí. Hello Hà Nguồn. Hello Nhật Tiến Lam. Đây là giải cầu lông thị xã Đông Triều, tranh cúp thành công mở rộng. Đức Hải vẫn đang dẫn. Đổ lỗi từ anh Mạnh Nho. Thằng em Học Nguyễn khiêm tốn thế, sợ không lên được điểm nào. Buổi tối ngày hôm nay đúng 19 giờ sẽ thi đấu. 5.000 đô đấy ạ. Đập cầu tốt. Đội điểm 94. Phía bên kia anh Mạnh Nho ở lứa tuổi trên 30. Cầu ngoài. Chưa bao giờ có giải nào to bằng giải này. Trọng tài sân số 1 về lên bảng cho các đội thi đấu. Các vị trí trọng tài chúng ta lưu ý là các vận động viên vào sân chúng ta chỉ phải động từ 1-2 phút sau đó thi đấu luôn. Bên Đức Hải thủ khá trì. Vẫn lên bình thường. Rồi chặn cầu rất hay từ Lê Văn Tú. Đấy là cảm nhận thôi. Còn thực tế thì phải xem thi đấu mới biết được. Ví dụ như hiện tại đây đang là cặp đôi Đức Hải đang dẫn đây. Nhưng mà Hùng tin, Hùng gọi là dự đoán đấy nhá. Không phải là thích, không phải là thiên vị đôi nào cả. Nhưng dự đoán cảm nhận thì cặp đôi Mạnh và Tú khả năng sẽ có cửa thắng cao hơn. Rất cố gắng. 12-17. Đúng rồi, anh Huy Hùng ta ấy thua là loại trực tiếp luôn. À không, hình như chia bảng. Hình như chia bảng đánh vòng tròn mọi người ạ. Chia bảng đánh vòng tròn. Còn phải tính điểm nữa. Điểm số 14-18. Phát cầu lôi. 19-14. Anh Mạnh là có quả phát hơi kém. Rất hay. Các vận động viên đánh nát quả cầu. Vẫn lên, vẫn lên. Rồi. 20-15. Điểm 20-15 set đầu thứ nhất. Hai mươi mốt 15. Set đầu thứ nhất kết thúc chiến thắng cho cặp đôi Đức Hải. Hưng Con cặp với vận động viên Minh, cũng vận động viên Minh của Bắc Giang. Cầu vẫn trong sân, bên kia ép vào anh Mạnh Nho rồi, rõ ràng. Đập cầu tốt, điểm số 4-2 cho cặp đôi Tú Mạnh. Trận sau cũng rất hay, Xuân Hưng của Bắc Ninh cặp với Minh, đối đầu với cặp đôi Ngọc Triệu và Mạnh Thắng. Xin giới thiệu mọi người, anh Phạm Đức Thương cũng là tay vợt hàng đầu của cầu lông tỉnh Quảng Ninh, nhưng mà bây giờ anh ấy đã trên 30 tuổi rồi. Tại giải đấu này thì anh Thương cặp với bé Trâm của Đồng Nai đánh nội dung đôi nam nữ. Nay em ra hơi muộn, không biết là anh Thương đã đánh chưa? Lên lưới bắt nhanh quá, vẫn còn. Hay quá, ép vào anh Mạnh rồi. Chưa được xem anh Thương đánh đôi nam nữ bao giờ. Vẫn lên. Lê Văn Tú bao trọn sân. Hơi hiền. Thủ cầu lỗi từ động viên Hải. Điểm 6-4. Điểm số 6-4. Anh Mạnh không dám phát ngắn nữa rồi. Cầu lỗi từ Lê Văn Tú. Điểm 5-6. Nó nổ mà sân nó đẹp. Bên kia cứ đánh tỉa tỉa, tìm cơ hội dứt điểm. Điểm số 6-7. Hay quá, các vận động viên rất vào tay. Người Hải Quốc Oai đánh quá tự tin. Điểm số 7 đều. Trên sân số 1, tôi làm 31-40 đang chờ. Vẫn lên. Vẫn kịp trở vào sân. Rất nhiều tình huống như vậy rồi trong giải đấu năm nay. Rất cố gắng từ Lê Văn Tú. Rất bình tĩnh. Bom. Tiếc quá, từ ngoài sân. Điểm số 9 đều. Cặp đôi Hưng Hải vẫn thi đấu rất phong độ và ổn định. Non quá. Đức hôm nay vã cũng kinh đi. À rồi. Anh Mạnh Nho ngày xưa cũng tiếng tăm lắm á, nhưng mà bây giờ có tuổi rồi. Cứ tầm trên 30 là nó sẽ khác. Điểm số 11-10. Bên kia thủ lì quá, bên kia sung. Bên kia bút đô ping rồi. Nếu khi nào Hùng thấy vận động viên Hải Quốc Oai đánh hay như vậy, ngay cả Đức Con cũng thế. Hôm nay Đức Con nhìn cũng rất sung. Cầu không qua lưới, điểm số 11-10. Đúng là ăn được một điểm số vã cả mồ hôi. 11 đều. Bên kia cứ nhồi cầu cho anh Mạnh luôn. Rồi. 12-11 Bắc Ninh. Chúng tôi xin thông báo vì lý do thời gian. Vì vậy ban tổ chức sẽ tổ chức hết được trận số 55 đối với đối tượng 1. Hưng Minh đang bị dẫn. Hôm nay sẽ thi đấu từ lúc 19 giờ. Vậy ban tổ chức tôi xin thông báo cho đồng chí trưởng đoàn huấn luyện viên ta đến vận động viên thi đấu. Theo thông báo của tổ chức đúng 19 giờ thi đấu. Có 4 cho các vận động viên làm vận động thi đấu. (15-13) vòng trong. Tuấn Anh Thiều là thắng cặp đôi Minh Sang của Sài Gòn. Cầu ngoài sân. 14-15. Điểm số 16-15. Mạnh gần như không dám phát cầu ngắn đâu mà mọi người. Yếu quả phát cũng rất là thiệt. 16 đều. Phát cầu lỗi. Áp lực đang khá nặng cho cặp đôi Văn Tú và Mạnh Nho. Bên kia họ đánh lưới khéo hơn. Ngoài rồi. 18-16. Tùn. Anh Mạnh hất nhiều quá. Cầu lỗi từ Lê Văn Tú. 19-17. Hất khó. Phát cầu tốt nhá. Khó chịu thật. 20-17. Lê Văn Tú đang rất cố gắng. Run thật. Các vận động viên bị trượt chân mấy phát rồi. Bên kia Hải với cả Đức Con hôm nay thủ lì thế. 21-17. Chiến thắng trong 2 set cho cặp đôi Đức Hải. Quá hay. Hôm nay trận đấu là Đức Hải đánh phải nói là lên đồng.